chỉ là lời bông lúa. Anh thắc mắc đâu mới là chân thành, những ký ức giữa trong đầu em à, không còn anh dừng cũng đã chưa sạch. Anh đang gần hơi lạnh, em thôi đây. Anh cứ mãi chạy theo người mình thích để dỗ dành. Nhưng khi mọi thứ dường như đã đẹp đẽ thì em lại chẳng hề cãi. Yeah yeah. Chân thành đổi lại gì đâu, chẳng kiếm thấy em đâu, anh đâu, ta đâu, sao cứ phải xa nhau, xa nhau. Hy vọng giờ ôm để mình thất vọng. One more time, one more time. Tất cả chúng ta ai cũng mong muốn được yêu và được quan tâm một cách thật là chân thành. Nhưng liệu mình đã có đủ chân thành hay chưa? Đã đủ chân thành hay chưa? Đủ chưa? Vì mình sợ thiệt thôi. Hay là vì những bình thường trong quá khứ. Cảm xúc anh là chân thành, sao chẳng ngoảnh lại nhìn về phía ai. Có hết nỗi đau này lên vào vai để chưa. Chân thành đổi lại gì đâu. Chân thanh thoát ra khỏi top 3, đi lên thẳng top 1. Tất cả đều nổ với tụi bài SOS trừ anh Huy Lê. Anh Huy Lê rất cụ thể. SOS lên top 8 hay top 10 nhỉ? SOS chắc đang top 10 rồi. Top 8, 13 à, top 8 rồi. Trời ơi, sao bài hát này nổi tiếng vậy? Ơi, sẽ ra sao nếu như mà chân thành top 1 và em lấy top 2 ra? Anh muốn dẫn em hôm nay không ăn, con tim bị thâu táo rồi. I want the love. Hoa đi khăn là anh không nhớ tên. Baby, SOS chạy lên giải cứu ngay. Kêu anh thoát ra khỏi cảm xúc hay để cho đôi mắt có thể lại gần hơn. Nhưng giờ chuyện này có quá nhanh khi đã yêu lắm rồi. Chỉ muốn đến mình ngờ là anh cũng thích anh. Mong có anh kể cạnh, giữ vô riêng để giờ anh. Lâm bàn, lòng mình chẳng muốn phải đâu. Mọi chuyện đều được anh tính hết cả rồi. Chỉ đợi em trả lời. Ôi, tim gấp rất cô đơn, cô đơn. Và anh nhớ em mỗi ngày khó hơn. Có một tim bị thâu tóm rồi. Ai nói em ơi, anh cứ giải cứu.
Ui, 16.000 mắt kìa. Yes sir. 16.000 người này, cho tôi vào xem chân thành và SOS trên YouTube nha. Và đó là một trong ba lý do anh có được em. Không có mấy năm linh bởi vì em bị sinh yêu nhân. Anh cho mình kinh, em cho mình điên. Chẳng còn điều một ai nữa, nhưng cho đến ngày hôm bữa, anh biết anh đã sai từ đâu. Sao giờ? Sao lại lát nhỉ? Chả hiểu luôn. Mắt mình bình thường mà, đâu có lát đâu. Thật. Thân mà. Mắt em thế. Tóc phượng hoàng mai. Kiều kìa, cay thế. À kìa. Chị Kiều đây. Chị Kiều đây. Cóc kìa. Ai là đi OCD, ai là đi OCD. Ai bị OCD, ai bị OCD. OCD. OCD? OCD. Anh nghe bài em sáng tác không? Nghe không đã? Bye bye mọi người. Chúc mọi người một buổi chiều vui vẻ. Một buổi tối vui vẻ. Bye cả nhà nha. Bây giờ ấy, thì đang loa tiện tay thì vào xem ngay chân thành và SOS nha. SOS trở nên ra cứu ngài. Cứu anh thoát ra khỏi cái chân thành. Bye. Bye. Em tôi đi việc đây, bye mọi người. Anh
anh em gọi, anh em gọi. Đi được ơi, ba bộ ấy. Qua cả nhà nha. Dành sẽ livestream tiếp là tôi livestream để tôi hát hai bài thôi à. Quá nhiều. Bye. Quá nhiều là gì? Yêu quá nhỏ. Ok. Chơi chữ cơ, biết cả chơi chữ cơ.